Sasayang yung chợ Xuân năm 2019, chợ Xuân Vĩnh Long nha. Chợ qua năm nay sớm quá. Ở khu này chuyên bán hoa lan, quá đẹp. Lan chậu gì cũng có hết, nhiều giá luôn. Con đường này là nằm ở đường Hưng Đạo Dương, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Cái phà này là đi qua cầu Loa An Bình nè. Đây là chuyên bán mai rồi này, bán cây rồi. Chuyên kia là bông. Chưa có dọn ra kiển nhiều lắm.
lên xe đó. Tới cái đi. Đi không?